Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với video nhận định thị trường chứng khoán hàng ngày của em Toàn. Hôm nay là ngày 21 tháng 2. Đó thì đầu tiêu đề ngày hôm nay em Toàn có thể rằng là chúng ta cùng nhau đi phân tích và tìm hiểu xem là những cái mã cổ phiếu nào mà hiện tại vẫn cho anh chị chúng ta có thể là có cái cơ hội để mà chúng ta tham gia ở cái thời điểm hiện tại. Đó thì trước khi đi vào phân tích chi tiết từng mã cổ phiếu một thì hiện tại mà anh chị nào mà đang xem cái livestream của em ấy thì có thể rằng là để lại cho em những cái lượt tim, những cái trái tim màu tím để ủng hộ tinh thần cho em Toàn cũng như là tăng cái sự tương tác cho video của em. Đó thì ngoài ra nhé, thì anh chị nào mà đang giao dịch ở thị trường chứng khoán mà không được hiệu quả hoặc là các cái bạn hỗ trợ cho anh chị đến thời điểm hiện tại nó chưa được thực sự tốt như anh chị mong muốn thì mình có thể rằng mở một cái tài khoản VBS ở bên em thì em Toàn sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh chị để anh chị có thể là giao dịch một cách nó thuận lợi nhất. Còn anh chị nào mà đã có tài khoản VPS rồi thì anh chị có thể là chuyển ID về dưới em Toàn quản lý. Đó, ID của em là BGMH. Đó. Thì anh chị muốn mở tài khoản nhé thì chỉ cần quét cái mã QR code em để ở bên phía tay trái phía trên màn hình. Đó thì anh chị có thể là quét cái mã QR code thì đường link mở tài khoản tự động hiện ra. Còn anh chị nào muốn vào Zoom hỗ trợ miễn phí của em Toàn thì có thể là quét mã QR code ở phía bên dưới. Đó, bên góc tay trái bên dưới này. Đó thì anh chị vào Zoom thì hàng ngày sẽ có những cái bản tin nhận định thị trường chứng khoán hàng ngày của em Toàn. Đó và thi thoảng những cái mã cổ phiếu nào đẹp thì em có thể rằng bích cho anh chị để anh chị có thể là tham khảo. Đó. Thì sau đây thì chúng ta cùng nhau nhìn qua về thị trường chung của chúng ta ngày hôm nay thì index hôm nay của chúng ta thì gần như ở mức tham chiếu. Đó thì hiện tại thì index thì cũng quanh vùng giá là 1230. Đó hôm nay thì thanh khoản đâu đó khoảng độ 22.593 tỷ. Đó thì số mã xanh là 239. Đó, có 60 mã tham chiếu và 262 mã giảm. Đó có nghĩa là cái mức mã xanh còn đang ít hơn mã đỏ. Đó thì chúng ta cùng nhau nhìn về hành động của khối ngoại ngày hôm nay anh chị nhé. Đó thì chúng ta có thể thấy rằng là hôm nay thì khối ngoại có một cái phiên bán dòng mua dòng, em xin lỗi, phiên mua dòng rất là nhẹ. Đó thì đầu phiên thì khối ngoại chủ yếu là mua dòng. Đó còn đâu về chiều thì có sự mua bán đan xen. Đó. Thanh khoản thì hôm nay tiếp tục là một trong những cái phiên thanh khoản khá là cao, nó cao hơn so với mức 21.000 tỷ của ngày hôm qua. Về biến động thì chúng ta có thể thấy rằng là tác động chính tới index hôm nay thì có BCM, FPT, BID, CTG, họ có lâu chiều ngược lại thì tác động tiêu cực tới index thì có VHM, VIX, Hòa Phát, GAS, MSN. Đó, thì chúng ta có thể là nhìn qua về bản đồ nhiệt nhé. Đó thì STB, MBB, VIX, MSB là những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng đang cho lại những cái tín hiệu khá là tích cực. Còn ngoài ra thì có VND thì bị bán, Vinhome đó. Về nhóm thép thì cũng bị bán khá là nhẹ. Đó, có Hòa Phát này, Hoa Sen này. Chúng ta cùng nhau nhìn qua về index thị trường chung của chúng ta. Thì anh chị có thể thấy rằng là trên khung daily của index ngày hôm nay thì hiện tại thì khách sạn trong trạng trạng thái khách sạn trong ichi thì hiện tại thì cũng đang dần dần mở ra rồi. Đó thì chúng ta nhìn qua về khung H1 nhé. H1 thì hiện tại thì index thì đã có khách sạn rồi, anh chị có thể là thấy là có những cái thời điểm mà thị trường mất cân bằng thì ngay lập tức giá được hút về quanh khách sạn. Đó thì với cái tình trạng của index chúng ta như cái thời điểm hiện tại thì liệu rằng những cái phiên sắp tới đây thì thị trường liệu điều chỉnh hay là sẽ kéo tiếp? Đó thì để em Toàn phân tích như này. Anh chị có thể là theo dõi qua cái zoom của em Toàn có view cho anh chị trong nhóm. Đó thì thị trường của chúng ta thì tăng liên tiếp 9 phiên này, đó, từ 1.160 lên 1.230 rồi, đó, áp sát với cái vùng mục tiêu của em Toàn cũng là đội ngũ anh em ITB trong cái thời gian này là target là 1.000 vùng 1.250 cộng trừ.
Đó thì hiện tại thì điểm số của index của chúng ta thì cũng bắt đầu áp sát rồi. Đó thì với cái tình trạng index như hiện tại thì chắc chắn rằng là sẽ có hai cái kịch bản để mà có thể xảy ra trong những cái phiên tới. Thứ nhất thì kịch bản là thị trường tiếp tục kéo lên khoảng độ 20 điểm cộng trừ nữa, lên đến vùng 1.250 cộng trừ, thì khi đấy thì sẽ đạt được cái mục tiêu của chúng ta, và đến cái vùng 1.250 đỉnh cũ đó thì sẽ có những cái sự rung lắc nhất định, và cần những cái phiên mà chúng ta có thể rằng là phải trải qua những cái phiên rung lắc ở trên cái vùng đó, tại vì vùng 1.250 là một cái vùng kháng cự cũng khá là mạnh đó. Còn đâu khi mà index của chúng ta mà chưa kéo được đến cái vùng đấy ấy, mà có thể là gặp ở những cái trạng thái khách sạn trong cái quá trình đi lên, rung lắc trong cái phiên trong quá trình đi lên ấy, thì hoàn toàn rằng là đấy cũng sẽ là cái cơ hội cho anh chị em chúng ta. Thì nhìn về về kịch bản hôm H1 ngày mai nhé, để em phân tích rằng là nếu mà thị trường tiếp tục kéo lên thì đúng với lại những cái kịch bản mà anh chị em mình đã view cùng nhau. Còn chẳng hạn thị trường mà có những cái tín hiệu mà nó xấu hơn chẳng hạn nhé, đó khi mà index có thể là điều chỉnh về những cái vùng khách sạn đó, thậm chí là điều chỉnh về những cái vùng cân bằng sâu hơn ở phía bên dưới này, thì khi đấy thì cũng sẽ là những cái cơ hội để cho anh chị em mình tham gia trong những cái nhịp tới anh chị nhé. Đó thì nếu mà thị trường ngày mai của chúng ta mà mất cái mốc 1.219 ấy, hoặc là những cái phiên tới nhé, mà thị trường của chúng ta mất cái mốc 1.219 này, thì vùng cân bằng rất là lý tưởng của anh chị em nhà mình thì sẽ là vùng 1.290 đến khoảng độ 1.200, à một em xin lỗi 1.190 đến khoảng 1.200. Đó thì đây sẽ là những cái vùng mà để cho anh chị em chúng ta giải ngân đó. Còn giải ngân ở nhóm nào, giải ngân ở cổ phiếu nào, thì cái này thì anh chị em mình sẽ cùng nhau phân tích chi tiết ở phía phần sau của buổi của cái video này đó. Đây là hai kịch bản, có nghĩa là kịch bản thứ nhất thì index của chúng ta tiếp tục kéo từ 1.230 giá hiện tại lên 1.250 cộng trừ đó, thì khi đấy thì em Toàn sẽ có những cái phân tích và đánh giá tiếp theo để cập nhật cho anh chị. Còn nếu mà chẳng may thị trường 1-2 phiên tới có sự điều chỉnh rung lắc mạnh mà index của chúng ta thủng cái vùng 1.219 mà về những cái vùng sâu hơn đấy, cụ thể là vùng 1.190 đến vùng 1.200, thì đây sẽ là một cái cơ hội lớn để anh chị chúng ta có thể là mua gom những cái cổ phiếu mà sẽ được em Toàn phân tích từ phía sau video. Thì cùng rất là mong muốn là anh chị chúng ta xem đến cuối video để chúng ta có thể là có một cái nhìn tổng quan nhất về các cái nhóm ngành cũng như là các cái cổ phiếu, trạng thái cổ phiếu hiện tại anh chị nhé. Đó thì đây là index của chúng ta. Đi qua một chút về các cái nhóm ngành, chẳng hạn như là nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay đó. Thì đối với nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay thì là một trong những cái nhóm ngành có cái sắc xanh rất là tốt, gần như là sắc xanh tốt nhất đối với thị trường đó. Thì chúng ta thấy rằng một vài những cái cổ phiếu hôm nay có những cái sức bật khá là tốt, chẳng hạn như là TP Bank đó. Thì hôm nay TP Bank tăng đến 4% đó. Thì trong khoảng thời gian gần đây thì đối với lại nhóm ngân hàng này thì em cũng có pick một vài cái mã sản phẩm, ví dụ như là tốt những cái cổ phiếu như là TP Bank này, hay là MSB này, hay là STB này, đó là những cái cổ phiếu mà có thể là tham gia trong cái thời gian gần đây, có nghĩa là ngày 15, ngày đó phiên ngày 15 thì em cũng có nhắn với các anh chị trong nhóm rằng là nếu mà cái cổ phiếu TP Bank này mà có nghĩa là ngày 15 thì chúng ta có thể là tham gia được những cái cổ phiếu đó quanh cái vùng mức quanh cái vùng giá tham chiếu cộng trừ không quá 1%, đó thì anh chị có thể là tham gia quanh ở từ cái phiên 15 ngày này. Thì đến hôm nay thì nói chung lại là mình cũng đã có những cái vị thế rất là tốt rồi đó. Thì nếu mà anh chị mà vào được những cái vùng giá như thế thì chúng ta vẫn có thể là tiếp tục giữ đó, tại vì
Em đánh giá cái sóng sóng banh trong cái giai đoạn này nhé, là cái sóng mạnh nhất của thị trường đó. Thì chúng ta cứ nắm giữ, khi mà chúng ta đã xác định là thị trường hiện tại là đã vào uptrend rồi thì chúng ta cứ nắm giữ đó. Còn khi nào mà thị trường có cái dấu hiệu đảo chiều thì chúng ta khi đấy thì em sẽ đưa ra những cái cảnh báo, những cái tín hiệu để chúng ta có thể là chúng ta chốt lời đó. Còn đâu khi mà thị trường đã vào cái nhịp tăng rồi, những cái nhịp mà rung lắc điều chỉnh, nếu mà anh chị mà chốt lời thì thật ra là cũng được, cũng tốt thôi đó. Đấy là đối với những anh chị đánh ngắn. Còn nếu mà đối với những anh chị đánh theo cái phương pháp là trend follow ấy, follow trend ấy đó, thì mình sẽ nắm giữ cho đến khi nào mà ăn gọi là tận cùng của con sóng đó. Khi những cái khi mà có cái dấu hiệu đảo chiều rồi thì chúng ta mới chốt ra, chúng ta mới bán ra đó. Thì khi đấy thì NAV của anh chị sẽ thay đổi, nó sẽ theo cái chiều hướng, nó sẽ rất là tốt đó. Còn nhiều khi mà chúng ta vào vào ra ra thì thật ra là khi mà mình tổng kết lại thì mình lại thấy rằng là lợi nhuận của mình nó lại không không được bao nhiêu cả đó. Thì chúng ta có thể thấy rằng là TP Bank thì có một phiên tăng rất là tốt, hay là STB chẳng hạn nhé. STB hôm nay thì cũng là một cái phiên tăng rất là tốt đó. Khi mà lên được cái những cái vùng hỗ trợ tiếp theo thì ngay lập tức rằng là STB thì cũng có những cái lực bán chốt lời đó. Tại vì cái vùng này thật ra cũng là một cái vùng mà nhiều người đạt được cái lợi nhuận trong một cái khoảng thời gian ngắn, có nghĩa là họ giao dịch ngắn hạn, thì hoàn toàn là có những nhà đầu tư anh chị đã chốt lời rồi đó. Vì STB thì thật ra là bên em cũng đã cho mua quanh vùng giá là 29.7 đến 30 rồi đó, quanh giao găm 129 trong bộ công cụ Ichi này đó. Thì anh chị có thể thấy rằng là đến đây thì cũng lợi nhuận đâu đó thì cũng khá là tốt rồi đó. Thì nhiều anh chị thì cũng đã chốt lời rồi đó, cũng 5-7% rồi đó. Thì đối với những cái cổ phiếu này thì nếu mà anh chị có những cái vị thế tốt đó thì mình hoàn toàn là mình vẫn cứ tiếp tục là mình có thể là giữ được đó. Ví dụ như mã STB này chẳng hạn đó, phiên ngày 15 thì khi mà em có nhắn ở trong một cái nhóm Zalo của em đó, thì em báo các anh chị là có thể là mình có thể là mua quanh mức tham chiếu hoặc là chiết khấu khoảng độ cộng trừ 1% thì mình vẫn có thể là tham gia đó, thì mình cũng có vị thế khá là tốt đó. Ngoài ra một số những cái mã khác thì cũng vẫn giữ được cái sắc xanh khá là tốt, chẳng hạn như là SHB này, VP Bank này, hay là CTG này đó, BB này, gần như là tất cả các cổ phiếu bank thì gần như là giữ được một cái sắc xanh giúp cho thị trường ổn định đó. Chúng ta xem qua về nhóm bất động sản khu công nghiệp ngày hôm nay, với tâm điểm rằng là cổ phiếu TIP và cổ phiếu VGC là những cái cổ phiếu tăng khá là mạnh trong nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp ngày hôm nay đó. Thì chúng ta có thể quan sát là TIP hôm nay trần luôn đó, một cái nến đóng trần đó, hay là VGC chẳng hạn đó. Chúng ta thấy rằng là sau khi giá có những về điều chỉnh về những cái vùng giao găm của chúng ta ấy, quanh mức giá 50 này đó, thì nhóm bên em thì cũng có báo mua, hay là những cái thời điểm mà cổ phiếu VGC đã breakout qua được khỏi cái kênh giá này của chúng ta này đó, và có sự retest trở lại đó, thì ngay cái cây nến ngày 15 này đó, thì em cũng đã báo khách hàng trong nhóm của em là anh chị có thể là hoàn toàn là quanh tham gia được quanh cái mức tham chiếu đây đó, cho anh chị xem đó. Hàng ngày thì sẽ có những cái bản tin nhận định thị trường như này nhé, anh chị có thể theo dõi về mặt kỹ thuật xu hướng của chúng ta là tiếp tục tăng này đó, tiến xa hơn tăng về vùng 1205 này đó, và rung lắc hướng đến mục tiêu xa hơn là 1250 cộng trừ này đó. Cập nhật nhóm ngành này đó, đối với bất động sản khu công nghiệp thì những cái vị thế bên em đang có như là SSC, IDC hay VGC hay là GVR thì đang có sóng ngành này, tiếp tục nắm giữ này đó. Tại vì bên em thì những cái cổ phiếu này thật ra là đã tham gia ở được những cái vị thế rất là đẹp rồi đó, thì anh chị thì tiếp tục nắm giữ đó. Thì em đã view rất là kỹ đó, các cổ phiếu còn điểm mua như KBC quanh 31 cộng trừ này, hay là VGC quanh 52.5 cộng trừ này, anh chị cũng có thể lấy được này đó, hay là cổ phiếu banh nhé,
Banh thì em cũng view khá là kỹ. Hiện tại thì đang có sóng banh nhá. Các cổ phiếu đi sau như là MSB, SHB, TPBank, MSB đó hay là STB, đó là những cổ phiếu đi sau vẫn còn để mua này. Anh chị đánh sóng banh thì có thể là tham gia cổ phiếu này khi giá quanh tham chiếu hoặc là trừ 1% đó thì anh chị vẫn có thể lấy được. Đó, đây là những cái cổ phiếu, đây là những cái view mà trong nhóm Zalo của em có view cho khách hàng đó, để mà anh chị có thể là có những cái sự tham khảo đó, để anh chị có thể đưa ra cái quyết định trong suốt cái quá trình anh chị đầu tư đó. Thì quanh tham gia quanh cái vùng mưa giá này thì thật ra là đến giờ thì hiện tại thì lợi nhuận cũng khá là tốt đó. Hôm nay thì có một cái phiên dòng tiền vào đánh lên rất là tốt đó, thì anh chị có thể là tham khảo đó. Ngoài ra thì những cái cổ phiếu khác như là IDC này cũng có những cái dịp nhịp tăng rất là tốt này đó, anh chị có thể là theo dõi. Như GVR thì gần như là bây giờ chúng ta không có điểm mua mới nữa rồi đó, giá hiện tại thì cũng tăng khá là tốt rồi. Bây giờ anh chị gần như là nếu mà có hàng thì anh chị cứ nắm giữ thôi, còn để mà mua mới những cái mã như này thì rất là khó, tại vì cái điểm an toàn, cái vị thế của chúng ta bây giờ vào thì nó sẽ không còn là an toàn nữa đó. Chúng ta nhìn qua nhóm bất động sản hôm nay thì có cổ phiếu Khang Điền thì ngay từ sáng sớm thì cũng có dòng tiền vào đó, nhưng sau đấy thì cũng có những cái lực bán quay trở lại đó. Thì đối với cổ phiếu Khang Điền này nhé, thì em đánh giá rằng là những cái nhịp tới chắc chắn rằng là những cái cổ bất động sản sẽ chạy đó. Còn khi nào chạy thì theo em dự đoán rằng là khi mà giá tiến về đến cái vùng 1250 mà có sự rung lắc ấy, thì chắc chắn rằng là những cái cổ phiếu mà đã tăng trong thời gian vừa rồi ấy thì sẽ có sự điều chỉnh và sẽ có sự tích lũy trở lại đó. Còn đâu những khi mà các cái nhóm đấy mà đã điều chỉnh, đã tích lũy trở lại thì những cái nhóm chẳng hạn như là bất động sản này hay là thép này thì hay là chứng khoán này đó, thì khi đấy thì những cái nhóm này sẽ luân phiên nhau để mà giữ lại được cái nhịp cho thị trường, để cho thị trường tiếp của chúng ta tiếp tục chạy nhé. Đó, thì đối với mã cổ phiếu Khang Điền này chúng ta cũng có thể là thấy được cái trạng thái là hai kiếm TK và Kijun nó hợp bích lại với nhau và đang hướng lên, cùng với đó là đường giao găm 65 cũng bắt đầu hướng lên rồi. Đây là một cái trạng thái khá là mạnh nhé, và hôm nay cũng có dòng tiền vào với vốn khá là lớn đó. Thì có thể là những cái phiên tiếp theo nhé mà cổ phiếu Khang Điền này, chẳng hạn như phiên ngày mai đó, cổ phiếu Khang Điền này mà có cái sự điều chỉnh đâu đó giảm khoảng độ 1% cộng trừ so với phiên ngày hôm nay thì hoàn toàn là anh chị có thể là tham gia được đối với cổ này đó. Chẳng hạn như là mai có thể là rung lắc về quanh cái vùng giá 31.9 đến khoảng độ 32 chẳng hạn đó, 31.9 đến khoảng độ 32.2.3 chẳng hạn đó, thì anh chị hoàn toàn là có thể là tham gia đối với lại cái cổ phiếu này đó, thì anh chị lại có thể là chú ý nhé. Ngoài ra như này, ví dụ như là Nam Long thì cũng là một cái trạng thái đang đi quanh nền thôi đó, giá là chẳng hạn có cái nhịp rung rũ mà giá có thể về vùng giá đâu đó khoảng độ 38.4 thì anh chị cũng hoàn toàn là anh chị có thể là tham gia đó, 38 đến 38.4 thì anh chị cũng hoàn toàn là có thể tham gia hay là gách đó. Gách thì cũng đang trong một cái trạng thái khá là đẹp, anh chị có thể là thấy hiện tại gách thì sắp tới thì em kỳ vọng rằng là gách có thể là vượt được cái đường trên line này đó, xuyên qua EMA để vượt cái đường breakout khỏi cái đường trên line này để mà có một cái xu hướng tăng nó đẹp đó. Thì những cái nhịp tới mà sản phẩm gách này mà có cái sự rung lắc mà quanh về đây đó, về quanh vùng giá từ 22.6 đến khoảng độ 22 chấm từ 21.5 21.6 đến khoảng độ 22.2 là mình có thể là mình tham gia đó. Thì anh chị có thể là chú ý đối với mã cổ phiếu GET này nhé, nó GET cũng đang trong một cái form khá là đẹp. Anh chị có thể thấy là MACD cũng bắt đầu cắt lên và hướng lên đường không rồi.
Họ nhà Vin thì có Vic và VRE thì hôm nay thì cũng có những cái sự cân cân bằng tái tích lũy trở lại. Đó thì anh chị có thể là theo dõi đây. Đó thì đối với mã cổ phiếu này thì hiện tại anh chị nào mà đang nắm giữ thì anh chị tiếp tục cầm thôi. Đó, còn anh chị nào mà chưa có vị thế mà muốn tham gia thì nếu mà giá điều chỉnh về đâu đó quanh 45 thì anh chị hoàn toàn là anh chị 45 đến 45.5 nhé. Thì anh chị hoàn toàn là có thể là tham gia lấy vị thế đối với mã cổ phiếu này. Hay là PLL. PLL này thì là cũng là một cái cổ phiếu khá là khỏe trong các cái nhóm bất động sản. Đó, thì nếu mà những cái phiên tới đây, ngay những cái phiên tới đây mà có cái sự rung lắc điều chỉnh về đâu đó quanh vùng giá 27.8 đó, 27.8 đến 28.7 thì anh chị hoàn toàn là cũng có thể là, nếu mà chưa có vị thế nhá, thì hoàn toàn là cũng có thể là tham gia đối với mã cổ phiếu PDR này. Đó, khi thị trường chung của chúng ta mà có những cái sự điều chỉnh nhất định ấy, thì chắc chắn rằng là có những cái cổ phiếu của chúng ta có sự rung lắc nhất định, thì đấy sẽ là cái cơ hội để anh chị chúng ta có thể là tham gia được. Hay là Novaland. Đó, Novaland thì em thấy rằng là đang ở hôm nay thì giảm hơn 1%, nhưng em thấy Novaland thì vẫn đang ở một cái trong một cái form, ở trong một cái trạng thái khá tích cực, cũng chưa có gì là xấu cả. Đó thì anh chị hoàn toàn là chưa có vị thế thì có thể là tham gia quanh vùng giá là 17.2. Đó. Thì đối với cổ phiếu Novaland. Rồi chúng ta điểm qua nhóm chứng khoán. Đó, nhóm chứng khoán thì thật ra là cũng là một cái nhóm mà nhiều nhà đầu tư anh chị chúng ta kỳ vọng là sắp tới có thể là bứt tốc ở trong cái thời gian tới. Thì hôm nay chứng khoán thì có sự tăng giảm đan xen. Đó, đầu phiên thì gần như là tất cả nhóm chứng khoán đều bị bán, sau đó cuối phiên thì có FTS đã bật tăng trở lại được, VIX hay là HCM thì đã có lại được cho mình cái sắc xanh. Đó, còn đâu các cái mã cổ phiếu khác thì giảm đâu đó quanh quanh 1%. Đó, có cổ phiếu VND thì giảm 1,7%. Đó thì trạng thái của VND thì cũng chưa có gì là xấu cả. Đó, còn nếu anh chị mà chưa có vị thế đối với mã cổ phiếu VND này thì hoàn toàn là khi mà giá có sự rung lắc về cái vùng quanh là 21.6 đến khoảng độ là 21 đến 22 thì anh chị có thể là mở mới tham gia lấy vị thế đối với mã cổ phiếu này nhé. Đó. VND thì cũng vẫn ở trong một cái form, trong một cái nền tích lũy thôi. SSI chẳng hạn. Những cái cổ phiếu này thì gần như là chúng ta để mà mở mua mới thì sẽ rất là khó. Vì SSI hay là HCM hay FTS thì gần như là cũng đã có những cái nhịp tăng nhất định rồi. Đó, để mà bây giờ chúng ta mở mua thì rất là khó, tại vì gần như là bây giờ để mà anh chị chúng ta mà mở mua mới ấy, thì chỉ có mua quanh nền thôi. Đó, chúng ta có thể lấy vị thế từ 30% đến 50%. Đó, khi giá có dòng tiền vào rồi, nó sẽ cạnh xét các yếu tố khác nữa, thuận nhóm ngành này, thuận tin tức này, thuận vĩ mô này, đó thì anh chị có thể là full tỷ trọng 50% còn lại, đó khi mà có dòng tiền vào, đó khi đấy thì chúng ta có những cái chiến lược nó bài bản và nó đi thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Chứ còn bây giờ nếu mà anh chị thấy rằng là cổ phiếu của chúng ta tăng rồi mà nhảy vào mua thì thật ra là giai đoạn này thị trường thì cũng không giảm sâu được đâu. Đó, nhưng mà khi mà chúng ta mua ở có những cái vị thế mà ở những cái vùng mà giá nó không tốt ấy thì chúng ta rất là bị tâm lý. Đó, thì lúc thị trường run rũ điều chỉnh thì lúc bấy giờ chúng ta lại bán đi, xong rồi cái nhóm đấy nó lại tăng lên thì anh chị lại thành ra bị hớ. Đó. Ngoài ra thì nhóm thép hôm nay thì cũng là một cái phiên giảm điểm đâu đó hơn 1%. Đó, Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen hay là Việt Đức, VGS. Đó là những cái mã cổ phiếu thép mà hiện tại cá nhân em đang follow. Đó thì chúng ta có thể là nhìn về trạng thái của nhóm cổ phiếu thép này thì cũng vẫn là đang ở trong một cái form tích lũy thôi. Đó, những cái phiên tới nếu mà thị trường mà có giảm, có sự điều chỉnh ấy, đó thì Hòa Phát thì hoàn toàn là anh chị cũng có thể là tham gia ở đâu đó quanh vùng giá là 27.5 được. Đó, hay Nam Kim thì 23.2
đến 23,3 cũng sẽ là cái vùng giá mà để anh chị có thể là mở lấy vị thế khi thị trường rung rũ nhé. Đó, hay là VGS cũng vậy, vùng giá của nó sẽ là 21,6. Đó, khi mà anh chị mà mua được ở những cái vị thế ở tại nền này ấy, đó thì mình cũng không lo. Đó, mua ở đây thì thật ra là cũng không không phải lo cả, kể cả khi thị trường có rung rũ về những cái vùng xa hơn chẳng hạn như là 18,9 này, thì chẳng hạn như là mình mà vào khoảng độ 30 đến 50% vị thế thì mình hoàn toàn là có thể là dùng cái 50% vị thế còn lại đó để mà mình có thể là mình mua 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 lại cover trên cái lượng hàng của mình. Chứ còn khi mà anh chị mà đi vốn không đúng cách ấy, mà anh chị mua full ở đây ấy, hoặc là mua ở đây rồi ấy, đó mà nó điều chỉnh về đây, thậm chí là điều chỉnh về sâu hơn ấy, thì khi đấy thì mình xử lý nó sẽ rất là khó. Đó, thì hiện tại mà anh chị nào mà đầu tư mà chưa hiệu quả, hoặc là người hỗ trợ cho mình mà chưa tốt, chưa thực sự tốt ấy, thì có thể là mở một cái tài khoản VPS số đẹp ở bên em, thì em có thể là hỗ trợ cho, để về với đội của em thì em có thể là hỗ trợ cho anh chị các cái tín hiệu, điểm mua điểm bán, các cái cổ phiếu nào có thể là mua được trong cái thời gian sắp tới, hay là cách cách là mình đi vốn như thế nào đó, hay là hiện tại vị thế của mình không tốt, thì em có thể là giúp anh chị là cơ cấu lại cái danh mục cũng như là cái tỷ trọng cho anh chị, để cho mình giao dịch tùy từng những cái thời điểm nó phù hợp, để mình có được cái lợi nhuận làm sao mà nó tốt nhất đó. Chứ nhiều khi mình cứ đi vốn lung tung, hay là mình cứ tham gia những cái cổ phiếu lung tung, thì nhiều khi thị trường tăng điểm như thời gian vừa rồi ấy, đó thì rất là nhiều anh chị thì tài khoản của mình cũng vẫn vậy, có khi còn âm đi đó. Nên là lựa chọn, tại vì giai đoạn này thì thị trường có cái sự phân hóa khá là cao, rất là cao chứ không phải là khá là cao đó, mà anh chị mà không chọn đúng nhóm ngành, không chọn đúng cổ phiếu, đi vốn không chuẩn chỉ, cái kết quả kinh doanh của anh chị thì cũng không được tốt đâu đó. Thì anh chị nhanh tay là có thể là liên hệ trực tiếp với em qua Zalo hoặc số điện thoại em có để ở phía trên màn hình là 0886 239 201 đó. Anh chị nào muốn mở tài khoản trực tiếp VPS thì có thể là quét mã QR code ở phía tay trái góc trên màn hình. Còn anh chị nào muốn vào Zoom Zalo tư vấn miễn phí thì có thể là quét mã QR code ở phía góc dưới bên tay trái màn hình. Đó thì anh chị quét thì em sẽ duyệt cho anh chị vào nhóm. Đó. Thì trên đây là những cái phân tích cũng là những cái đánh giá của em về thị trường. Thì rất là mong nhận được những cái sự ủng hộ cũng là những cái sự góp ý của anh chị. Đó thì hàng ngày thì em có live stream phân tích nhận định thị trường ở lúc 22 giờ trên kênh Ichimoku Việt Nam. Đó thì anh chị có thể là vào giao lưu cùng em. Đó có những cái câu hỏi về cổ phiếu hay là về thị trường, hay là những có những cái thắc mắc gì thì hoàn toàn là anh chị em mình có thể là giao lưu đó để mà chia sẻ. Đó thì rất là mong là anh chị ủng hộ cho em. Đó thì em xin cảm ơn. Đó thì lời cuối thì em chúc anh chị là sắp tới đây thì có những cái phiên giao dịch làm sao mà nó thuận lợi và nó bùng nổ nhất, để anh chị có được cái phần lợi nhuận tốt nhất. Đó thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào lúc 22 giờ. Em sẽ live stream ở trên kênh Ichimoku Việt Nam nhé. Đó, xin cảm ơn anh chị.